Rồi sao ổn không anh? Được được nhiêu ký? 720 ký. Wow, 720 luôn hả? Ừ. Ngon rồi trời. Giá là 7 ngàn mấy? 7650 à. 7650 chứ không được 7700. Ờ, nó bóp lại nó hạ xuống 50 đồng. Ok, quá ngon rồi. Hồi nãy anh nói 720 ký. Ờ, 720 ký. Ok. Chúc mừng bắt tay chúc mừng. Rồi, mọi người nói ôi anh canh cái lúa của cái chú đó vô coi thử coi là ổn không, mà 720 ký là trúng dữ lắm rồi. Bên nào bên đó được 800 ký mà tính ra phí quá nhiều quá. À, bên đó được 800 tức là hơn anh 80 ký. Ừ. Là hơn bao mấy á. Ừ. Nhưng mà phí quá nhiều. Phí quá nhiều rồi tính ra thua tôi chứ đâu có lời bằng anh. Ở không lời đó chứ không phải giỡn đâu. À. Cái này là cân rồi luôn ha. Cân rồi, cắt rồi là xuống ghe luôn á. Cân rồi, cắt rồi luôn, lấy tiền rồi luôn. Chưa lấy tiền. Chưa lấy tiền. Trò chiều mai nó mới trả. Chiều mai mới trả ha. Nhưng mà yên tâm rồi. Trò ở sớm. Dạ. Quá rồi, thôi chúc mừng anh. Cái mã lúa đó thì thấy bên kia nó trúng hơn anh. Ừ. Nhưng mà so lại á, mà trúng hơn có nhiêu có 80 ký thì. Thì tôi nói cái mã lúa mà chung ông giờ mà chung nó heo là. Dạ. Lệnh bao lúa cho lợi chứ không có lên. Dạ. Đúng mà không? Cái chi phí nhiều quá chi phí của anh thì nó thấp hơn nhiều. Ừ. Tại vì là đỡ được tiền thuê, tiền xịt, tiền này tiền kia nữa. Quá vậy. Wow, hay quá, chúc mừng anh. Vậy là năm nay coi như lúa của anh không trúng lắm nhưng mà nó đã gọi là thu nhập cao. Thu nhập cao theo anh tính thì như vậy lợi nhuận mình ra một công được phát nhiều. Nếu mà mình phải tính là trên cái đồng vốn là vốn thôi. Dạ. Giờ như phân, thuốc. Dạ. Lúa giống. Dạ. Tiền cắt. Dạ. Cái nào mình mướn á, thì mình tính, còn thí dụ dặm gãy phân và thuốc nhà mình không có tính là chứ đụng mới tính là cũng không có lợi những gì nhiêu. À, tức là bây giờ mình tính những cái gì mình bỏ ra thôi. Ừ. Bỏ ra thôi thì theo anh thì mình bỏ ra vậy rồi bây giờ mình tính hết tổng thể thì mình công mình còn được khoảng nhiêu? Anh thì làm khoảng 20 công phải không? Có lợi công khoảng 3 triệu được. 3 triệu luôn? 3 triệu. Tại vì bổ động công cũng 5 triệu 2, 5 triệu 3 rồi. Tại vì bây giờ mình nhân ra nè, 720 ký. Ừ. Nhân cho 7650. Tạo ra 5 triệu mấy? 7 ngàn. Ở 720 ký. 720 nhân cho 7 7650 là ra được là 5 triệu mấy? 5 cái này 508 ngàn. Đó, thấy chưa, cái này là thực tế luôn, trên đời ruộng luôn nè, chứ không có nói ấy được là. Ừ. Anh nói là ra 5 triệu. 508 đó. 5 triệu rưỡi rồi. 5 triệu rưỡi mà bây giờ mình chi phí mình ra, anh chi phí có khoảng 2 triệu rưỡi không? Cả 3 triệu đó, không? Cả đó. Vậy thì mình cũng 3 triệu ngon lành. Ừ thì đó. Quá trời đã luôn. Đó, để bà con người ta nói, có đôi lúc người ta nói, ta nhìn ta nói cái mã lúa của ông này không có trúng đâu. Ừ. Nhưng mà rốt cuộc là anh tới 720 ký, quá tuyệt vời. À, chúc mừng. Nhờ ghé phân nước hạ. Dạ. Yeah. À, tức là cái cách của anh là cuối vụ trong bông rồi tôi gãy cái hạt đó. Gãy cái hạt cuối đó. Ừ. Cái đó là bí quyết đó. Nó nặng ký hơn cả đó. À. Bây giờ tôi kể bao nặng hơn 3 kg tôi cũng bẻ lại, tôi cũng còn được 7 đó, nó mẹ đi. Đó. Là tôi sức tôi bỏ 7 rồi tôi còn 3 đó, 10 cái lợi nhuận tôi được 3 nữa. Dạ. Mà em thấy cái đồng ở trong này của mình là trúng đều nha anh, còn đồng ngoài Ôn Môn nó không trúng đều nha. Ở đây là ông nào tệ là 600. Đó. Tệ 600. Đồng Ôn Môn có ông có 400 mà. 600. Mà sao năm nay quay 18 lại đạt năng suất nè, tôi uống hiểu nè. Đó. Nó quá là nhẹ ghe ký à. Dạ. Mà ở ngoài kia làm quay 18 lại không trúng. Tùy theo cái đồng ha, thời tiết như thế nào mình không hiểu anh ha. Như dàn bao rồi tôi cắt chổng đó bộ đồng được bao 52 kg. Cái bữa em gặp anh là đang cắt ha. Ừ. Xong rồi là hôm qua là đố và dịch ăn vô sới cái là xả luôn hả? Ừ, xả là tính ra bữa nay xả nào nước sới chưa kịp. Dạ. Trời ơi, làm gì mà y như là gió vậy. Mẹ lắm, là mẹ lắm chứ.
mà hình như mình làm cái này đặng cho kịp với cái vụ nước phải không? Trễ một ngày nữa bị mưa một ngày nước một ngày về sau sao mưa chồng đất có miệng nó cả hoài chứ. Bên đó như anh mướn 3 người xả luôn mà em thấy 3 máy á. Mướn công hả? Cái mướn xả đó là nhiêu công anh? Nó đánh đường nước luôn, nó xả rồi nó là 130.000 công. Vừa đánh đường nước vừa xả. Vừa đánh nước vừa xả. 130.000 cũng được ha. Còn cái anh mướn bừa này là nhiêu công? Anh mướn bừa 200.000 công hả? Đó. 200.000. Rồi tới xả tới 300.000 nữa hả? Xả hả? Xả nãy anh nói nhiêu? 130.000. Vậy thì ra là 330.000. 330 cắt 330 nữa. Là 600 là mới cái tiền thuê thôi đó, chưa tính là tới là tiền xích. Dạ. Nhưng mà mùa này mà anh cái này mà được 720 kg là anh ngon quá rồi còn gì. Im rồi, cái mùa nước là như trúng hơn anh hả? Không trúng không? Không trúng bằng hả? Thường nó thấp hơn không à? À, thường mùa nước là thấp hơn. Nó hồi như lúc mà cắt tay đó ha. Dạ. Là nó thấp hơn 100 kg. Tức là mùa nước này đa phần là thấp hơn 100 kg. Như vụ Long Trân đánh á ha. Dạ. Vụ này là có 700 kg à. Là 35 dạ. Rồi tới là tối đa lắm 600 kg. Quá dạ. Nó thấp hơn vậy luôn đó. Nó thấp hơn. Dạ. Cho nên là, nhưng mà cái vụ sau này cái giá nó ổn hơn không ta? Chưa biết hả? Này làm sao biết được. Giống như mình nè, anh hè thu này cái giá nó ổn hơn đông xuân đó. Ổn nhưng mà thằng nào cũng sụt chứ ngủ quá. Bữa nay tôi cắt thằng 54 51 hổm 73 giờ còn 72 sụt. Bữa nay sụt nữa hả? Hôm qua nó kết lại sụt 100. Bữa bữa nay là lúa anh còn cắt hả? Còn bên chỗ nào ta? Ngang cái cua đằng đằng chỗ ngang trụ sở. Tức là đây chạy qua cái hẻm bên kia hả? Chiều mới cắt quá. Chứ bây giờ nó chưa cắt đâu. Chưa tới 10 giờ mà tôi tới tại cuối lần. Anh tại cuối lần. Vậy là ở bển bây giờ nó cắt. 10 giờ nó mới cắt. 10 giờ cắt cho nó nóng á. Lúc này chiều anh ta đốt đồng nó khói quá trời luôn anh ha. Đặng xạ tranh thủ như anh nè. Dạ. Rồi. Làm gốc rẽn nhanh quá. Cảm ơn anh nha. Thấy anh trúng mọi người ta cũng thích lắm. Tại vì làm cái cách của anh là nó ít có nhân công rồi phân hướng rồi nó đỡ ra đó. Mà một mình, ta nói một mình anh mà quản lý mấy chục công ruộng anh giỏi à. Đó. Cái này là nãy anh nói là nhiêu một công mấy cài? 200.000 công mấy cài đó. Ôi mấy cài. Bà con thấy cái này nó thích lắm. Tại vì có những người ở xa đó, nước ngoài rồi đó, nó thấy được cái đồng ruộng của người Việt Nam mình á, nhớ nhà à. Mà thấy được những người mà làm ruộng mình chứ có suy nghĩ rồi này kia để phát triển á, là thích lắm. Không mà nếu tôi mà nói phải nổ chứ. Dạ đó. Nông dân chứ mình phải có cái kinh nghiệm của mình chứ. Hay hơn kỹ sư luôn. Tại vì nếu mà anh trực tiếp anh làm là nó hay hơn mấy ông kỹ sư mới ra trường. Kỹ sư người chỉ qua cái lý thuyết thôi. Dạ lý thuyết thôi. Còn nông dân mình trực tiếp làm trúng mùa nào thất mùa nào mình kinh nghiệm sao mình biết hết. Như anh như vậy là cái ở bên đó là anh xạ lại là lúa giống gì? 380. OM380. OM380 không ạ, vụ này là OM380. Tại sao mà anh xả OM380? 380 mỗi năm mà vụ nó cứng gà nữa. Cứng gà mùa nước. Tiếp tế. Nhiều lúc chả đâu.
Hả? Tao bệnh nữa thôi. Thì mình là cái ở Thái Lai hả anh? Thái Lai. Thị trấn Thái Lai. Thị trấn Thái Lai. Thành phố Cần Thơ. Đó. Thị trấn Thái Lai, thành phố Cần Thơ. Xuống giống vụ 3. Đảo hả? Ủa lên đều đúng rồi. Đúng quá à. Không rung tay rồi. Đều nào rồi đó, đẹp đi kìa. Đó, 16-17 ngàn ký. 16-17 ngàn ký lúa giống hả? Quá trời luôn. Lợi công là mình xả 20 ký hả? 20 ký đó. Dạ. Cái này là OE380 hả? OE380. Dạ. Quá trời đẹp luôn rồi. Bởi vì lúa giống mà. Cảm ơn anh ơi. Đó, ông giật luôn kìa. Đó. Vậy là xong luôn rồi ha, nhanh ghê á, đã quá trời đã luôn. Vậy là sắp xong rồi. 451 lại hả? À đúng rồi, mua dán này là phải cho nó cứng cây ha chú. À cứng cây không đổ ngã. Dạ. Cái này là mình xạ một công là bao nhiêu ký lúa hả chú? Dạ, thường là mùa này mình xạ một công bao nhiêu ký lúa? 25 ký. Dạ. Bốn người xạ luôn hả? Ba người xạ luôn. Công tầm 25 ký. OE 5451. Xà rất là đều ha, xà máy mà đều dữ ha. Máy đều lắm, đều thành tay lắm. Dạ. Thành tay mà gió này xà đâu về này đâu này. Cái chú ruộng này ông làm tới 20 công luôn mà. Dạ. Xà quá đã luôn nè. Cái này là gọi là mùa giáng rồi phải không chú? Có. Này ruộng nước, ruộng ba, ruộng nước nè. Ruộng nước rồi ha. Đông xuân hè thu rồi tới mùa nước đó ha. Ừ, hai vụ đông xuân về rồi mà vụ mới thắt rồi nè. Dạ. Vụ cuối rồi đó. Vụ cuối này là nửa vụ là nước lên này. Nước chụp lên này. Mùa này nước rồi đó. Đó ba máy kìa. Tổng cộng cái này là bao nhiêu công anh hả? 12 công. Đó. Sao nhanh như ta, em mới thấy hôm qua hôm kia cắt nè. Đúng không? Lẹ ghê á. Đó bây giờ là tới xạ rồi nè. Dạ. Mới cắt rồi xạ rồi đó. Rồi lây quay là bắt đầu thấy lúa lên xanh hết rồi đó. Nhầm ghê á. Mùa này nghe nói cái chú chủ ruộng này ổng cũng được 700 mấy chục ký hơn. Dạ dạ. Cũng được nè. Dạ. Dạ. Nhưng mà mùa hè thu này mà tầm 700 ngoài thấy là ổn lắm.
Dạ. Ba máy. Lúa ổng xạ mà ổng đâu có tiêu rồi ha. Ổng bên kia. Ổng bên kia gì kìa. Đang chụp cái bánh á. Nguyên cái đội xạ nè, xạ chuyên nghiệp luôn. Mới đây mà hè thu là xạ lại rồi. Rồi ở trên. Mỗi năm buồn cục không hả? Cái này của mình không có đều ha. Lúa này là của mình là gọi là cắt sớm nè. Còn ngoài đồng ở ngoài kia đó là lúa chưa cắt. Dạ. Tùy theo khu. Phun ra đều ghê ha. Bắn như mưa vậy. Ruộng lớn quá phải ba người mới xả được hết. Lúa đi vô lấy. Nhanh dữ ha. Hai người tải lúa, ba người xả. Đó, các bạn ha. Thì đây là cái vụ lúa hè thu vừa xong thì người ta đã chụp và xả xuống nhanh đi để kịp với cái vụ gọi là mùa nước các bạn. Mùa nước mà nếu mình trễ quá, nước nó lên quá thì nó sẽ bị ngập. Chính vì đó bà con cũng rất là tranh thủ. Các bạn thấy những ngày hôm nay thì cái lượng khói đốt đồng rất là nhiều. Bởi bà con vừa làm xong ha, là đốt đồng liền. Đốt đồng rồi bừa. Xới các bạn, xới rồi bừa, chục gì đó. Cho nên đất các bạn thấy nó chan ra đều ra và nó đẹp như thế này. Là người ta xả ngay để cho nó kịp. Không thì cái mùa nước á, thì nó sẽ bị nước chụp lên. Nước chụp lên thì nó sẽ ngập. Chính vì đó người ta sẽ rất là tranh thủ thời gian. Đó. Và thường á, là một cái miếng đất lớn như thế này với một cái số lượng người xạ thì khoảng 3 người như thế này các bạn. Để cho nó nhanh, tranh thủ cái buổi sáng các bạn ha, hoặc là buổi chiều tối, là hai cái buổi mà mát trời á, để cái hạt lúa khi mà nó bắn ra nó không có bị nắng lâu á, nó sẽ hư cái hạt lúa. À. Giai đoạn này bà con làm rất là gấp rút. Chính vì thế mà các bạn thấy ha, lúa vừa cắt xong có rơm là bà con đã ban ra cho khô, lợi dụng cái mùa nắng nè các bạn. Rồi vừa khô xong là bà con đốt, tranh thủ đốt liền. Chính vì thế các bạn thấy buổi chiều thường là khói mịt mù hết luôn. Mình không thể nào quay video được buổi chiều luôn các bạn. Tranh thủ mình cũng quay buổi sáng để buổi chiều là nó sẽ khói nhiều quá không quay được. Các bạn ha. Rất là đã như thế này. Một cái cánh đồng thì người ta làm thì đa phần là làm chung với nhau hết. Các bạn thấy là người ta xả hết nè. À, nguyên cái khu này luôn, xả hết. Một loại, một giống lúa. Cái này là OM5451 các bạn ha. Lại xả lại nè. À, một loại, một giống lúa như vậy. Và ta xả hết cái khu này. Để mùa sau người ta gặt chung và sẽ bán chung giá luôn các bạn. Và một người cò mà mua luôn giống như những cái gì mà diễn ra những mùa trước vậy ha. Đó. Đây là cái cách bà con đang xả lúa như thế này ở trên đồng đó. Từng người mang một cái máy như thế này và có hai người ở trên để tải lúa cho ba người quẩy máy đi xả như thế này các bạn ha.
xạ như thế này chứ cũng rất là kỹ thuật các bạn nhé. Bởi vì đi phải chậm, phải đều, không thì nó sẽ không đều các bạn. À. Đây là cái chú này là hết, anh này là hết lúa rồi nè, đi vô đổ lúa giống tiếp tục. Quá đẹp anh ơi, quá đẹp. Công này mình xả bao nhiêu ký lúa vậy anh? 20 ký hả? Ôi 20 ký thôi ha. Dạ. Cái này là giống gì anh ha? 380. OM 380 nữa hả? Ừ. OM 380 luôn ta. 380 chứ không phải OM 18. Nhưng rồi sao OM 18 nè, giờ mình xả lại OM 380. Dạ, OM 380. 20 ký cho một công tầm lớn. Tầm lớn là 1.300 đó ha. 20 ký. Mình tranh thủ quá ha, thấy mới đốt đây giờ là xong luôn rồi. Ờ, mới cắt hồi bữa một hai mấy, 8, 9. Dạ. Cái này là xong là nó lên lại là vụ nước đó đúng không à? Ờ, vụ 3 nè. Vụ 3 đó. Một cái bình anh quẩy vậy là bao nhiêu ký? Mà lúa thì khoảng 12 ký. 12 ký. Đó, mình quẩy về khoảng 12 ký đi vòng vòng ha. Nặng không? Nặng chứ trời. Nặng chứ trời. Khoảng là 25 ký rồi đó. Dạ. À, giật máy. Ok. Quá hay. Cảm ơn anh ơi. Đó. Cũng thế mà xạ thôi. Cũng dễ ha. Cũng không khó. Nhưng mà cũng phải cần phải chuyên nghiệp xíu. Chứ không, nó không đều. Đã quá trời đã luôn. Rồi hai anh bên này thì giống như mình đem lúa ra vậy đó ha. Dạ. Rồi cảm ơn hai anh nha. Đó, ổng đi kìa. Là đều ghê không? Bắn ra như mưa vậy ha. 20 ký cho một công tầm lớn. 20 ký cho một công tầm lớn. 380, OM 380. Thì mới xạ cắt rồi đó là OM 18, bây giờ chuyển qua trở lại là OM 380. Để nó cứng cây cứng rạ mùa nước. Đó. Logic có cái quy trình để nó phù hợp với cái thời tiết cũng như phù hợp với ba vụ, bởi vì khi mà ba vụ là nó sẽ nếu mà mình hợp đó, nó sẽ dễ bị ngập nước ở cái mùa vụ sau này, gọi là mùa nước. Chính vì thế bà con tranh thủ xạ liền, vừa cắt xong đốt chục xạ liền để nó sẽ không kịp ha. Đó các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn, đây là cái cánh đồng ở Thế Lai, thành phố Cần Thơ. Một số cắt và một số xạ các bạn ha. Thank you.
có một số bà con cũng đến để xem tham quan. À các bạn ha, đây là cái khâu xả lúa. Trước khi xả lúa thì người ta cũng làm qua một cái công đoạn các bạn ha. Nhưng mà không chảy đâu. Hả? Có tao bệnh nữa thôi. Cũng sắp xong rồi anh hả? Hả? Sắp xong rồi phải không? Rồi. Dạ thấy xong rồi nè. Đó, ông giật luôn kìa. Đó. Nhẹ quá ha. Vậy là xong luôn rồi ha, nhanh ghê á, đã quá trời đã luôn. Vậy là sắp xong rồi. Xin chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, nhớ đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Nước ngoài là nó thấy được cái đồng ruộng của người Việt Nam mình á. Nhớ nhà. Mà thấy được những người mà làm ruộng mình có suy nghĩ rồi này kia để phát triển á. Mà thích lắm. Dạ đó. Nông dân chứ mình phải có cái kinh nghiệm của mình chứ. Hay hơn kỹ sư luôn. Tại vì nếu mà anh trực tiếp anh làm là nó hay hơn mấy ông kỹ sư mới ra trường. Dạ lý thuyết thôi. Còn nông dân mình trực tiếp làm, trúng mùa nào, thất mùa nào, mình kinh nghiệm sao mình biết hết. Như anh như vậy là cái ở bên đó là anh xạ lại là lúa giống gì? OM380. Tại sao mà anh xả OM380? Cứng gạ mùa nước. Dạ. Đó. Rồi thôi em cảm ơn anh nha. Dạ. 200.000. Rồi tới xả tới 300.000 nữa hả? Xả hồi nãy anh nói nhiêu nhân giá? 130.000. Chỉ thì ra là 330.000. Cắt 330 nữa là 600 660 là mới tiền thuê thôi đó, chưa tính lên tới là tiền xích ngon quá rồi. Còn thêm rồi cái mùa nước này như trúng hơn anh hả? Không trúng bằng hả? Thất hơn rồi. À thường mùa nước là thất hơn. Tức là mùa nước này đa phần là thấp hơn 100 kg. Chừng đánh đó ha. Dạ. Đây là 35 kg. Ờ, nó thấp hơn vậy luôn đó. Dạ. Cho nên là, nhưng mà cái mưa vụ sau này cái giá nó ổn hơn không ta? Chưa biết hả? Ờ. Giống như mình nè, anh hè thu này cái giá nó ổn hơn đông xương đó.